Wow, bữa nay ăn mì cay độc lạ cả nhà, ăn với trứng vịt Mì cay trứng vịt lộn chả nha cả nhà ơi, mì cay cấp độ 7 mì gói nha cả nhà. Mì mì cay 7 cấp độ của mì gói. Cả nhà thấy là siêu đỏ luôn. Như Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền mì siêu cay 7 cấp độ nha cả nhà. Mì siêu cay hải sản, quỷ hải sản 7 cấp độ. Đây, 7 cấp độ nha cả nhà. Thì Huyền ăn độc lạ luôn cả nhà ơi, ăn mì cay cùng với trứng vịt lộn nha cả nhà. Trứng vịt lộn với chả nha. Đây thì Huyền có trứng vịt lộn đây. Đó, hai trứng luôn. Còn đây là chả nha cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Thì trước khi ăn, Huyền mời cả nhà uống nước với Huyền. Wow, ngon. Đó. Wow, quá trời, cả nhà thấy cái nước nó siêu đỏ không cả nhà? Nó nè, siêu đỏ lồm luôn. Wow, bây giờ Huyền mời cả nhà húp miếng súp với Huyền mì cay nha. Wow, cũng cay quá chứ. Wow, mì này là mì cay 7 cấp độ này là của mì gói nha cả nhà, nó cay theo kiểu của mì gói nha. Chứ còn nếu mà ăn 7 cấp độ theo kiểu ở ngoài quán á là cực kỳ cay luôn nha cả nhà. Ăn không nổi luôn á. Không nổi đâu, ngoài quán là không nổi đâu. Cái này là cay theo kiểu mì cay 7 cấp độ của mì gói nha cả nhà. Đó. Huyền mời cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn trứng vịt lộn với Huyền nha. Wow, cay nha cả nhà, cũng cay nha. Bữa nay ăn mì cay độc lạ cả nhà, ăn với trứng vịt lộn. Mà vừa cay nữa cả nhà ơi. Nhưng mà ngon. Vừa cay vừa nóng, uống miếng nước trước nè cả nhà.
Cũng cay nha cả nhà. Cái mì gói này nó cũng cay. Nhưng mà so với mì Sâm Giang thì cái này cay không có bằng nha cả nhà. Mì Sâm Giang cay rất là nhiều. Cộng hành, cộng hành ăn nó ngọt nha cả nhà. Cái đậu hành nè, đó, bỏ vô mình ăn nhai sực sực mà nó ngọt ngon nha cả nhà. Nó ngọt. Cái này nó nở quá cả nhà. Cay 7 cấp độ trong cái gói thôi mà ăn mà đổ mồ hôi vậy nè. Cả nhà thấy đổ mồ hôi không? Cũng cay nhưng mà chưa bằng Sâm Giang nha, Sâm Giang còn cay dữ nữa. Cái mì gói này nè, cái mì gói cay 7 cấp độ này nè, nếu mà ai ăn quen thường xuyên rồi thì không thấy cay đâu, bình thường. Quá bình thường. Còn lâu lâu ăn một lần thì sẽ thấy cay nha cả nhà. Nở quá rồi cả nhà, nó nở nó bấy nhầy rồi cả nhà. Ăn nó cũng mất ngon rồi cả nhà. Thì bây giờ Như Huyền xin kết thúc video nha cả nhà.
Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Như Huyền, cả nhà đăng ký like, share, ủng hộ cho Huyền nha. Như Huyền xin bye bye.